Tôi chỉ còn nhớ âm thanh của im lặng là như thế nào. Không phải tiếng hét ầm ĩ của hư không, mà là sự im lặng kết nối hài hòa chúng ta với tự nhiên. Sự im lặng từ những ngọn cây đung đưa trong ngọn gió, những con suối luồn lách qua những dòng chảy nhỏ, chiếc lá cô đơn rơi xuống khi chú chim đậu trên cành cây, hay chính khi tự nhiên vốn là nó, không hề chú ý. Sự im lặng ấy đẹp biết bao. Có hai âm thanh cứ đeo bám mãi suốt cuộc đời tôi. Âm thanh đầu tiên xuất hiện vào ngày thế giới đổi thay mãi về sau. Và rồi đến âm thanh thứ hai. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tốt, chặn nào. Adam, rắn. Tôi không thể. Cô có thể mà, cô mạnh mẽ lắm. Cô làm được rồi. Evelyn, cô có biết con mình giới tính gì không? Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi nghĩ nó sẽ là con trai. Chúng tôi luôn mong có một cậu bé trai. Được rồi, Evelyn. Tốt, rắn nào. Đứa bé ra rồi. Nó ra rồi. Đầu lỗ ra rồi. Là con trai. Cô thấy không? Là con trai đấy. Cô có một cậu con trai như ý muốn luôn. Chuyện gì vậy? Đi đi. Gọi bác sĩ ngay đi. Không, để tôi bế con tôi được không? Adam, làm gì đi. Thuốc an thần. Tôi muốn con tôi. Adam. Adam là ai vậy? Adam là chồng cô ấy. Anh ta đã qua đời khoảng 6 tháng trước. Vẫn không ngủ được à? Vâng. Cô vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Lúc đến giao liều vừa rồi, y tá phát hiện hộp thuốc vẫn chưa mở. Cái đó cũng nằm trong hồ sơ của tôi à? Việc tư vấn tôn của cô thế nào rồi? Tôi thấy việc đó không hợp với mình. Đó là việc bắt buộc trong quá trình điều trị của cô. Tôi đã nói rồi đấy. Nó không hợp với tôi. Cô dẫn đến thăm thằng bé sao? Ông biết rõ điều đó mà. Để tôi giải thích cho cô điều này, nghe kỹ nha. Cho dù cô được kê bao nhiêu thuốc đi nữa, hay cho dù chúng tôi có bao nhiêu khóa thiền yên tĩnh cho cô chọn đi nữa,
thì chẳng gì có thể giúp cô vượt qua cho đến khi cô chấp nhận mở lòng. Giờ để tôi nói cho ông nghe nha. Ngoài việc thật là trái đạo đức đối với ông, khi cứ bảo tôi làm được cái gì hay thì cuối cùng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi thằng bé. Vậy nên đừng lãng phí hơi sức nữa. Hết giờ rồi. Các cuộc tấn công liên hoàn xảy ra ở các thành phố lớn trên khắp thế giới. Những kẻ cầm súng tấn công một ga tàu đông người, hai khách sạn, một nhà hàng nổi tiếng, một sân bay và hai bệnh viện. Cuộc tấn công đã gây ra hỗn loạn ở nơi đây. Một trạm kháng chiến đã phải ngừng hoạt động. Mẹ mang đến cho con cái này đi. Mẹ biết con chưa có cái này, nên mẹ nghĩ con có thể thêm nó vào bộ sưu tập. Mẹ hát cho con nghe nha. Được rồi. Bà Green, chúng tôi đã quan sát tình trạng của cậu bé suốt 6 năm. Thomas, sao cơ? Con trai tôi tên là Thomas. À vâng. Tình trạng của Thomas vẫn không có gì thay đổi suốt thời gian dài. Chúng tôi đã thử hàng trăm cuộc kiểm tra, hỏi ý kiến các bác sĩ và nhà khoa học giỏi nhất thế giới về nghiên cứu tế bào thần kinh vận động. Chúng tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có gì thay đổi. Cô cần bắt đầu chăm lo cho tương lai của nó rồi, Evelyn. Các ông đang nói gì vậy? Trước đây tôi đã nói rồi, nếu các con không thể làm gì, tôi sẽ đưa thằng bé về nhà. Cô biết chuyện đó không thể mà. Vậy ông định thế nào? Bà Green, chúng tôi không còn cách nào khác. Cô có nghĩ đến việc an tử không? Evelyn? Không.
cuộc sống này không dành cho cậu bé. Cô nên kết thúc sự đau khổ cho thằng bé. Thằng bé là một vật thí nghiệm bị nhốt trong lòng cô Green. Nó xứng đáng được tốt hơn. Và cô cũng đáng được tốt hơn. Evelyn, cô ổn chứ? Không hề. Để tôi yên. Sao cơ? Ông nghe rồi đấy. Cút đi. Chúng tôi cho cô 10 phút để suy nghĩ thông suốt. Nếu lâu hơn thế thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đấy. Dù sao thì chúng ta cũng phải kết thúc chuyện này thôi, Evelyn. Em còn giữ nó à? Đây là thứ duy nhất của anh em còn giữ. Em không thể tiếp tục được nữa. Em đã cố gắng miệt mài suốt thời gian dài. Em thấy mình như vô phương hướng vậy. Thằng bé là kim chỉ nam của em. Anh nghe rồi đó. Họ muốn giết thằng bé. Họ định sẽ giết chết con trai chúng ta, cục cưng của chúng ta. Sẽ như thế nào nếu không thể cảm nhận được gì nữa? Đừng làm vậy mà. Evelyn, Evelyn, tôi giúp gì được cho anh? Nghe đây, tôi biết cô không biết tôi, nhưng cô có thể giúp tôi. Evelyn, tôi là Ethan Varys. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cô về... Đi đi, chờ đã. Evelyn, làm ơn mà. Tôi không biết anh, hãy đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát. Là chuyện con trai cô. Anh biết gì về con trai tôi? Tôi vào trong được không? Anh không thể. Nói tôi nghe anh biết gì về con trai tôi. Tôi rất xin lỗi vì đến đây tìm cô như thế này. Nhưng tôi phải đến giờ này vì ban ngày rất nguy hiểm. Anh đang nói dớ dẫn đấy. Bọn họ đang che đậy chuyện đó. Bọn họ đang giấu chúng ta sự thật. Ai cơ? Chuyện gì? Bọn họ? Chính phủ? Con gái tôi cũng gặp chuyện tương tự. Con bé cũng gặp chuyện tương tự. Anh đang nói cái gì vậy? Ngày mai, ngày mai FBI sẽ đến đây tìm cô. Họ đang tìm tôi. Đừng nói gì với họ cả. Cô chưa bao giờ gặp tôi. Tôi tưởng là chuyện về con trai tôi chứ. Đúng thế. 9 giờ ngày mai gặp tôi ở cầu Stone Arch. Đừng để cho họ bám đuôi đấy. Sao cơ?
Cô Green. Bà, thứ lỗi cho tôi, thưa bà. Tôi là đặc vụ David Roth của FBI. Còn đây là đặc vụ Greason. Tôi có thể giúp gì cho các anh? Tôi cũng mong vậy, thưa bà. Chúng tôi vào trong được không? Xin lỗi, nhà hơi lộn xộn. Dạo này tôi hơi bận, ít khi về nhà. Đừng lo về chuyện đó. Chúng tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền bà Green. Không biết bà đã từng gặp người đàn ông này chưa? Chưa. Rất tiếc, tôi chưa thấy người này bao giờ. Tiếc thật. Có nhân chứng nói rằng người này tối qua đã đến tòa nhà này. Tôi xin lỗi, tôi mong mình có thể giúp ông, ngài Roth. Gọi tôi là David được rồi. Anh ta là một người rất nguy hiểm, bà Green. Tôi có lệnh bắt giữ anh ta khẩn cấp. Tôi lúc nào cũng tò mò về độ nhiều chuyện của những người hàng xóm. Buôn chuyện vốn là một công cụ rất hiệu quả để truy tìm những người đáng phải ở trong tù. Thomas bé nhỏ sẽ thế nào nếu không có bà đây? Bà Green. Gọi tôi là Evelyn. Được thôi. Evelyn, cô có phiền nếu chúng tôi xem xét một chút chứ? Cho tôi ít phút. Tôi hơi lo lắng một chút. Dĩ nhiên rồi. Cứ tự nhiên đi. Chúng tôi sẽ không đi đâu đâu. Bây giờ Chúa đã lên tiếng, Đức Chúa Trời Jehovah, về người chăn bầy chiên của mình. Nghe đây, sắp đến ngày ta sẽ ươm cho David một nhánh công bình. Người sẽ cai trị làm vua. Nói tôi biết rốt cuộc anh là ai và sao FBI lại đến lùng sục căn hộ của tôi. Cô có bị bám đuôi không? Tôi đến đây chỉ vì anh nói anh biết chuyện của con trai tôi. Tôi sẽ không dính vào mớ rắc rối của anh đâu. Tôi biết rõ tình trạng của con trai cô. Thằng bé không phải trường hợp duy nhất như họ nói với cô đâu. Sao anh biết được chuyện đó? Con gái tôi lúc sinh cũng y như vậy. Họ nói với chúng tôi đó là bệnh hiểm nghèo, loại bệnh ngăn não bộ con bé, điều khiển toàn bộ cơ thể. Tôi đã điều tra sâu hơn. Trên thế giới này có rất nhiều trường hợp tương tự hơn cô nghĩ đấy. Hàng trăm. Có lẽ đến giờ thì phải hàng nghìn rồi. Họ đã nhắc đến an tử chưa? Tôi vô tội. Tôi bị vu oan. Còn mấy gã đó không phải là người của FBI. Lên xe rồi tôi sẽ kể hết cho cô nghe.
Bác sĩ chúng tôi cũng gợi ý đến An Tử. Bọn họ đang cố chôn vùi chuyện này. Họ muốn chúng ta ngậm chặt miệng lại. Họ đã giết chết vợ tôi. Sau khi cống hiến cho đất nước bao năm trời, họ trục xuất tôi khỏi quân đội. Và giờ tôi bị truy nã về tội phản quốc. Khi mà tôi chẳng làm gì ngoài việc cố bảo vệ gia đình mình. Tôi không thể làm chuyện này nếu không có cô. Tôi muốn gặp Thomas. Không thể. Quá nguy hiểm. Đó là nơi đầu tiên họ tìm đến. Không, không được. Tôi phải gặp thằng bé. Nếu tất cả chuyện này là thật, thì ít nhất tôi phải tạm biệt thằng bé. Đây là Lily. Con bé 5 tuổi. Ngay bây giờ, con trai cô vẫn còn hiện diện. Nhưng với cả thế giới này, con gái tôi chưa từng xuất hiện. Một tin đáng chú ý khác, cảnh sát địa phương đang tìm kiếm một người phụ nữ trẻ, được cho là đang giúp đỡ một người đàn ông FBI đang truy nã. Lần cuối cùng thấy cô ta đang chạy trốn khỏi căn hộ của mình vào sáng nay. Bất cứ ai có thông tin gì, vui lòng liên hệ. Chúng ta không còn thời gian nữa. Tôi hứa với cô, tôi sẽ giúp cô cứu con mình. Có lẽ tôi biết một người có thể giúp chúng ta. Evelyn. Nào. Chào ông, Aiden. Vào đi. Nhanh vào nhà đi. Lộn xộn thật. Dạo này cô thế nào rồi? Tôi vẫn sống qua ngày. Cô biết đó. Tôi đã cố đến thăm cô ở bệnh viện trước khi Thomas sinh ra. Thật ra tôi có đến vài lần. Nhưng bác sĩ nói rằng ông ấy nói cô không muốn gặp ai. Để cô một mình. Tôi yêu Adam như con trai mình. Tôi cần phải cho cô biết tôi quan tâm đến. Ông không cần giải thích đâu. Tôi hiểu mà. Chúa ơi, sao tôi bất lịch sự vậy chứ? Hai người uống cà phê chứ? Không cần, không cần. Tôi cần. Chờ lát nha, có cà phê ngay đây. Cậu biết đó, tôi thấy cậu trên TV suốt, con trai à. Ý tôi là tóc cậu khác đấy. Cậu có mái tóc khác hoàn toàn, nhưng tinh mắt thì nhận ra được hết. Tôi chưa bao giờ quên mặt ai cả. Họ đã giết vợ tôi. Tôi biết chuyện này thế nào, nhưng họ đang che giấu nó. Họ. Đúng vậy, họ. Chính phủ chúng ta. Tôi biết chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng không có gì quá điên rồ nếu là chính phủ Mỹ đâu, con trai à. Nếu họ để nhiều công sức như thế vào giáo dục, y tế, giúp đỡ cựu chiến binh, như cách họ ngấm ngầm các âm mưu, thì chúng ta đã có một chính phủ hữu dụng và tiến bộ nhất trên cái thế giới đầy hỗn độn này rồi. Họ luôn nói rằng Thomas là trường hợp duy nhất. Nhưng mà con gái Ethan sinh ra cũng có tình trạng tương tự. Nghe kỹ lời tôi nói. Nếu hai người bị bắt và tên tôi bị lộ, tôi sẽ quay lưng và không thể giúp hai người được. Đương nhiên rồi, chúng tôi hiểu mà. Giờ tôi không thể. Đương nhiên tôi không thể xác nhận chuyện này. Nhưng tôi có nghe vài tin đồn
về một chương trình của chính phủ ở phía Bắc có gì đó liên quan đến trẻ em. Tôi không biết cụ thể, mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng có thể không có gì, hoặc có thể có gì đó. Tôi sẽ không khẳng định gì cả, con trai. Và tôi cũng không cần phải nhắc nhở cậu rằng cậu đang dấn thân vào nơi mà theo tôi thấy rất nguy hiểm đó. Tôi vốn đã ở nơi nguy hiểm rồi. Tôi sẽ không thừa nhận việc mình không hề làm. Đừng kéo quấy theo cậu là được. Đây là gì? Đây là tên và số điện thoại của một người bạn cũ của tôi ở phía Bắc. Ông ấy sẽ nói cho cậu biết điều cậu muốn biết. Cảm ơn ông, Aiden. Tôi nghĩ đến lúc tôi nói chút may mắn rồi. Sẽ được thôi. Cô nghĩ có thể tin tưởng ông ấy không? Ông ấy sẽ không tố cáo chúng ta, nếu đó là điều anh muốn hỏi. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là qua được chỗ biên giới này. Từ khi Mapo bị tấn công, biên giới chỗ này cũng được gia tăng. An ninh nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Tôi phải nghĩ ra cách để có thể đi qua được. Tôi có ý này, nhưng cô sẽ không thích nó đâu. Đây là đâu vậy? Tôi nghĩ cô sẽ gọi đây là hang ổ ẩn náu, nhưng chỗ này dành cho tội phạm không thích bị chú ý. Bọn buôn ma túy, mấy tên cớm dởm, luật sư. Một người bạn của bạn tôi quản lý chỗ này. Đây, đứng gần tôi nha. Chờ ở đây nha. Anh đi đâu vậy? Tôi quay lại ngay thôi. Ethan, ai cũng có thể đếm được số hạt của một quả táo. Nhưng chỉ có Chúa mới đếm được một hạt giống có thể ươm được bao nhiêu quả táo. Không thể ngờ ông là một người ủng hộ các nhà truyền giáo cơ đốc được. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong bạn tôi. Nào, nói chuyện chính đi. Uống đi.
Chào buổi tối, bà Green. Không thể ngờ có thể gặp cô ở nơi thế này. Đặc dù David Roth, chúng ta mới gặp nhau sáng nay ở căn hộ của cô. Mời cô ngồi. Tôi hơi thắc mắc, sao sáng nay cô bỏ đi mà không chào tạm biệt đấy? Cô đến đây một mình sao? Vâng, tôi uống một mình. Tôi có một buổi sáng không suôn sẻ lắm. Đây là nơi đặc biệt cho phụ nữ đến uống một mình đấy. Dù sao cũng ở đây rồi, tôi mời cô ly khác nha. Được thôi. Whisky. Dạ. Hai whisky nguyên chất nha. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người đàn ông chúng ta nhắc đến sáng nay, Ethan và Rick. Cô vẫn chưa gặp anh ta sao? Đúng vậy. Tôi vẫn chưa, rất tiếc. Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ được không? Nếu cô đồng ý, trò uống rượu thôi. Chọn một số từ 1 đến 20 rồi nói ra thôi. Tôi không giỏi mấy trò đó lắm. Dễ mà. Chỉ cần chọn một số thôi, ai cũng chơi được. 1. Gần đúng rồi. Nhưng sai. Uống đi nào. Thử lại đi. 20. Tốt lắm. Cô đoán đúng rồi. Nhưng vẫn cứ uống đi. Có một sự thật thú vị rằng cô có biết cô sẽ phải ngồi tù ít nhất 20 năm vì tội chứa chấp và giúp đỡ tội phạm bỏ trốn hay không? Gã này đang làm phiền cô à? Không. Không sao đâu. Mọi chuyện ổn mà. Đặc vụ David Roth, FBI. Anh nghĩ tôi quan tâm đến FBI sao? Nếu anh làm phiền khách hàng của tôi thì biến đi. Phụ nữ nhận đủ mọi thứ giới dẫn từ mấy gã đàn ông rồi. Không cần phải làm phiền họ lúc uống rượu nữa đâu. Công bằng đấy. Nhưng tôi cũng là khách chỗ này. Tôi không quan tâm. Tôi không thích anh. Tôi mới là người quyết định ai có thể uống rượu ở quán bar này. Thế đấy. Vậy nên anh đừng đợi để bị đá ra khỏi cửa. Lối này. Lấy xe đi, nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Evelyn, lên xe đi. Các người là ai? Và sao bọn cóm FBI lại lượn lờ quanh quán bar của tôi? Đây là câu chuyện dài. Tốt nhất cậu nên nói ra nhanh đi, trước khi tôi lỡ mạnh tay kéo cò đấy. Tất cả chuyện ông cần biết là họ không phải là FBI. Và ông cũng sẽ có lợi khi giúp chúng tôi. Roman, bọn chúng đang bám sát chúng ta. Cậu bị gắn chip à? Không có. Đưa tay cô đây. Sao cơ? Đưa tay đây. Họ tìm được chúng ta nhờ định vị theo con chip. Chúng ta phải lấy nó ra. Không, làm ơn đi Evelyn. Nếu không chịu, tôi sẽ rạch cổ cô ra và ném cô ra khỏi xe. Không, không được. Giữ chặt cô ta. Không. Cắt đuôi đi.
Xuống xe. Tôi sẽ đưa hai người vượt biên với giá 50.000. 50.000. Cậu đã không nói mình là tội phạm truy nã và FBI đang truy lùng cậu. Vậy nên đó là giá cuối. Chốt hoặc cút đi, anh bạn à. Phần còn lại tôi sẽ đưa khi chúng tôi đã vượt biên được. Chốt. Lên xe đi. Giờ đi ngay. Không, tôi không lên lại chiếc xe đó đâu. Chúng ta gần đến đích rồi. Cô không cần phải tin họ, nhưng ít nhất hãy cố và tin tôi đi. Hãy nhớ tại sao cô lại làm chuyện này. Nghĩ đến Thomas đi. Vui lòng trình giấy phép và phiếu sức khỏe. Vui lòng trình vi mạch quét định dạng hàng ngày. Ông qua biên giới để làm gì? Chúng tôi là nông dân, ngày mai đến chợ bán đồ của mình. Ông có chứng nhận thực phẩm an toàn chứ? Đương nhiên rồi. Chúng tôi phải khám xét thùng xe phía sau, thưa ông. Thưa ông. Trái cây tươi ngon nhất vùng thủ đô đấy. Chất lượng đấy, rất là đắt. Tôi tặng các anh một thùng nha. Tùy ý anh thôi. Cảm ơn đã hợp tác. Anh có thể tiếp tục. Cho họ qua. Cảm ơn nha.
Suýt nữa thì khó khăn không bao giờ kéo dài đâu anh bạn. Nhưng người bền bỉ thì có đấy. Từ chỗ này chúng ta đi đâu? Giờ cái đó thì tùy cậu. Tôi không hề có ý chỉ vượt biên. Ít nhất ông nên đưa chúng tôi đến thị trấn tiếp theo chứ. Lúc thương lượng không có nói đến anh bạn à. Lần sau cậu nên nói cụ thể hơn đi nha. Lũ người Mỹ dớ dẫn. Tiền của chúng ta đâu? Đáng chết. Đưa tiền đi. Nhanh đi, nhanh nào. Chuyện quái gì ở đằng đó vậy? Lạy Chúa, tôi thèm một điếu thuốc quá. Cô không sao chứ? Đưa tôi xem nào. Không tệ lắm. Sẽ ổn thôi. Có đau lắm không? Không đau lắm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ bị ngất đi. Tôi đang làm gì vậy chứ, Ethan? Thomas đang cô độc một mình. Chắc bây giờ thằng bé đang tự hỏi tôi đâu rồi. Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này. Tôi sẽ lo liệu Evelyn. Tôi hứa với cô. Tôi biết chuyện này rất quan trọng. Tôi chỉ là quá quen với chuyện thường ngày, cuộc sống của tôi. Tích cực mà nói, cô mới giúp tôi tiết kiệm được 25.000 đô đấy. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi ở đây đến hết ngày đi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Cô đi được chứ? Vậy bây giờ sao nữa? Từ những gì tôi biết, chúng ta dừng lại vài giờ sau khi qua khỏi biên giới ở đoạn này. Nếu muốn tránh xa lộ liên tiểu, chúng ta phải đón được xe trên đường trong tiểu bang, thường ngắn hơn, ngang qua cây cầu này rồi đi vào thị trấn. Các người đang làm gì ở chỗ ta vậy? Tôi xin lỗi vì đã đột nhập vào. Chúng tôi chỉ tìm chỗ trú thân thôi. Lùi lại chàng trai. Nếu không ta sẽ cho một lỗ vào đầu của cậu đấy. Ta có quyền quyết định cậu sống hay chết tại đây. Ông à, để tôi giải thích một chút. Các người có 5 giây để ra khỏi chỗ của ta. 5 4. Chúng tôi đi đây. 3 2 Stephen Joseph Edison. Tôi đã nói với ông thế nào về khẩu súng đó rồi chứ? Tôi đã nói mấy kẻ đột nhập vào nhà chúng ta đây. Bà đừng xí vào chuyện này nữa bà lão. Tuần nào cũng có chuyện với khẩu súng quái quỷ này. Chúng may mắn đấy, tôi chưa thả chó ra đuổi. Cả ngày ta vẫn chưa cho chúng ăn đấy. Tôi biết ông không nói đến Kobe và Jeremiah, vì chúng sẽ sớm thành mấy chú chó ăn thịt người. Nếu tôi là tổng thống của nước Mỹ này thôi. Hai người ổn chứ? Chúng tôi xin lỗi. Xe chúng tôi bị hư cách đây mấy dặm. Và rồi chúng tôi kiệt sức quá. Chúng tôi chỉ cần một nơi để trú chân. Nào đến đây thôi.
Gì chứ, hai người chỉ cần một bữa ăn ngon và một cái giường ấm để ngả lưng. Stephen, ông cũng đi thôi. Nhớ cho mấy chú chó ăn trong lúc vào đấy. Đừng ngại với ta. Ta lấy cho hai người ít chăn, phòng khi trời lạnh vào đêm khuya, và thêm ít băng gạc cho tay của cô nữa. Cảm ơn lòng hiếu khách của bà rất nhiều, Margaret. Không có gì tốt hơn là làm việc thiện. Ta luôn nói như vậy. Ta mong tối nay hai người có thể ngủ ngon. Đây từng là phòng của con trai ta, trước khi nó rời đi, rồi tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa đó, để lại chúng tôi sống qua ngày. Gặp lại vào sáng mai nha. Ngủ ngon. Thế giới quá để tâm vào bạo lực. Chẳng trách nó càng ngày càng thụt lùi. Trong chiến tranh, sự thật là sự thương vong đầu tiên, Winston Churchill nói. Chồng tôi từng nói câu đó. Anh ấy không thích chiến tranh, nhưng anh ấy muốn chiến đấu cho đất nước này. Và anh ấy tự hào khi bảo vệ người mình yêu thương. Đó là sự khác biệt vui buồn lẫn lộn trong hôn nhân của chúng tôi. Tôi khinh thường chiến tranh. Anh làm tôi nhớ đến anh ấy nhiều hơn tôi tưởng. Băng lại cổ tay của cô trước khi đi ngủ nào. Vợ tôi là người hâm mộ Churchill, không phải tôi. Mỗi khi nhớ về cô ấy, tôi đều nhớ câu nói ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã mong tôi đổi ý và ở lại. Giờ tôi ước gì mình đã nghe theo cô ấy. Khi Adam qua đời, tôi đang mang thai 3 tháng. Anh ấy bỏ lại tôi để tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa. Vợ anh hy vọng là đúng rồi. Đôi khi đó là tất cả những gì chúng ta có.
Evelyn, Evelyn, chúng ta phải đi thôi. Sao cơ? Bình tĩnh. Sao vậy? Họ đến rồi. Họ tìm được chúng ta rồi. Cảm ơn các anh đã đến. Họ đang ngủ say ở trên lầu. Khi nào thì tôi nhận được thưởng? Sớm thôi, bà Erickson. Chính phủ biết ơn bà lắm. Rốt. Anh ta đang đến. Chúng ta chạy chưa được nhanh. Họ sẽ đuổi kịp mất. Đừng để mất dấu. Đừng khiến bản thân mệt mỏi hơn nữa, Varric. Đằng kia. Chính nó.
Em thấy cột điện thoại đó chứ? Em đến gọi điện đi, anh sẽ trông chừng. Alo. Hello. Xin chào. Dạ, yes, tôi là Evelyn Green. Tôi là bạn của Aiden Kuprow. Đúng thế. Dạ. Chúng tôi đang ở đây. Được rồi. Dạ. Ông ấy nói sao? Ông ấy nói giờ đang ở thị trấn, nửa tiếng nữa sẽ gặp chúng ta. Ông ấy đưa em địa chỉ rồi. Đừng để ông ấy đợi. Xin chào, tôi là Evelyn. Tôi đến đây cùng Ethan và Rick. Cảm ơn đã đến gặp chúng tôi. Tôi thích bài này. Tôi xin lỗi vì liên lạc đột ngột như vậy. Vòng cổ đẹp đấy. Cô và bạn cô đang gặp rắc rối nhỉ? Có thể nói là vậy. Aiden nói ông có thể giúp chúng tôi. Con trai tôi, thằng bé bị ốm. Bọn họ nói rằng không biết là bệnh gì. Có lẽ cô nên chú ý đến bản tin radio đi. Sắp có thông báo quan trọng đấy. Có lẽ sẽ thay đổi cả thế giới. Trên điện thoại, tôi đã nghe thấy lời đồn rồi. Nó đến sớm hơn tất cả chúng ta tưởng. Nhưng rồi cô sẽ hiểu nó có ý gì thôi. Cô không phải là kẻ lú lẫn như những người khác. Nhìn mắt cô tôi có thể biết được. Những người đàn ông đi theo cô không phải là người như chính họ nói. Còn đáng sợ nhiều hơn so với cô nghĩ đấy. Xin lỗi, tôi... Việc thức tỉnh không xảy ra sớm đúng lúc. Có quá nhiều cản trở và không đủ thời gian. Và họ sẽ không thắng được. Cô phải biết rằng anh đang làm cái gì vậy? Chuyện này không có trong kế hoạch. Kế hoạch đổi rồi. Tốt nhất anh nên biết mình đang làm gì. Cậu đã có cơ hội rồi, Ethan. Họ thấy cậu đang đi quá xa. Để rồi cậu không nhớ mình cần làm những gì. Tôi ở đây để chắc cậu sẽ làm đúng. Thank you.
Chào buổi sáng, cẩn thận. Có chuyện gì vậy? Cô đã bất tỉnh nhiều ngày rồi. Cô sốt cao nên tôi đang cố hạ nhiệt cho cô. Tôi đang ở đâu? Không sao đâu, cô đang ở trong lều của chúng tôi. Tôi là Alice. Ethan, có một người đàn ông đi cùng tôi. Anh ấy đâu rồi? Tôi không biết, tôi không ở đó. Có một cuộc xung đột, chúng tôi mang cô về đây. Cô tên gì? Evelyn. Tên hay quá. Chào mừng cô trở lại với sự tỉnh táo. Cô thấy sao rồi? Giờ cô an toàn rồi. Đó là điều cô nên biết. Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy? Chúng tôi chuẩn bị rời đi và về nhà. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi đến lúc. Tôi hứa với cô. Tôi là Michael. Alice sẽ chăm sóc và giúp cô bất cứ điều gì cô cần. Chúng ta sẽ đi trước vài phút. Evan và những người khác sẽ theo sau. Đây này, cái này sẽ giúp cô thấy khỏe hơn. Trời có thể sẽ khá lạnh trong lúc đi đấy. Nhà cô ở đâu? Không xa đây lắm. Chỉ nửa ngày đi sang bên kia núi thôi. Chuyện này rắc rối lắm. Ý em là thật khác thường khi họ triệu hồi ai đó. Cô gây ra khá nhiều rắc rối, nhưng họ nói tất cả đều có giá xứng đáng. Alice, tôi không hiểu gì cả. Rồi cô sẽ hiểu. Đừng lo lắng quá. Nơi chúng ta sắp đến rất là an toàn. Michael và tôi đã sống ở đó một thời gian kể từ khi phải rời bỏ nhà của chúng tôi. Bây giờ đó là nơi duy nhất trên thế giới tôi nghĩ có thể nuôi dạy trẻ em. Michael, anh quay lại ngay. Tuần sau là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm kỷ niệm tại nơi mình đã kết hôn. Nơi đó không cách xa chỗ này cho lắm. Nó sẽ đẹp lắm đây. Không khác gì lễ kết hôn cả. Ánh sáng lung linh thắp sáng ngọn cây và mọi thứ. Cứ như tôi từng tưởng tượng khi còn nhỏ. Tuyệt thật. Alice, anh sẽ dẫn một đội nhỏ và tách ra khỏi đoàn chính. Em tiếp tục về nhà. Rồi anh sẽ nhập đoàn với em sau. Tại sao? Sao vậy? Chỉ là cảnh giác thôi. Em đi cùng anh được mà, em có thể giúp anh. Lần này thì không. Làm theo lời của anh đi. Đi mà. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Xem chúng ta có gì này. Ngài Varys. Cô bạn nhỏ của cậu đang làm tốt lắm. Cậu không có cân nhắc lại về chuyện này, đúng không Ethan? Đúng vậy. Tốt. Vì tôi ghét việc chúng ta lại gặp rắc rối lắm. Họ đang tách nhau ra. Họ biết chúng ta ở đây. Chú ý người phụ nữ đó. Chúng ta vẫn cần cô ta. Những người khác đang đến. William, đi cùng Grayson rồi gặp họ ở điểm hẹn. Ethan và tôi sẽ đến chào hỏi một chút. William, nhớ chắc rằng tài sản ở đúng chỗ.
Vậy ra là cô. Ngài ấy đang đợi cô. Đi theo tôi. Này, thả tôi ra. Này, này, tôi đã đợi chờ suốt bao nhiêu kiếp cho khoảnh khắc này. Không ai ở đây cả, Michael. Chúng ta nên quay trở lại thôi. Cái gì đây? Quỳ xuống, nhanh lên. Bắn đi, Ethan. Tôi nói bắn đi. Kéo hắn dậy. Thói quen xấu, tôi biết. Ở cùng vài người có suy nghĩ lập dị ít ngày, khi trời đi sẽ mang thêm một cơn nghiện suốt vài kiếp người, cho đi và nhận lại. Với những gì cô đã trải qua, cô trông ổn hơn nhiều đấy, Evelyn. Sao ông biết tên tôi? Cô biết sao cô lại ở đây không? Ông là ai? Tôi được gọi bằng nhiều tên qua nhiều thời đại. Quỷ dữ hiện thân, kẻ ăn xin đường phố. Nhưng mọi người ở đây đơn giản gọi ta là người chăn chiên. So với chuyện ta từng và giờ là ai, cô là ai mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thấy gì trong những giấc mơ, Evelyn? Chúng chỉ là giấc mơ thôi. Ta và giấc mộng là bằng chất liệu như nhau, và cuộc đời ta nhỏ bé, hoàn tất bằng một giấc ngủ thôi. Nhưng cô cũng biết chuyện này như ta vậy. Cô thấy nó mỗi khi đến thăm Thomas. Mừng tỉnh lại, Michael. Là Michael đúng chứ? Không, cậu thấy đó. Nếu là tôi sẽ không làm thế đâu. Người của tôi đâu rồi? Ý cậu là mấy gã đóng vai lính tá đó sao? Chết hết rồi. Tôi và bạn mình đã kết liễu họ. Giờ thế giới bớt đi loại người như cậu rồi. Cậu biết tôi đang nghĩ gì không, Michael? Giờ là lúc cho chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Ông biết gì về Thomas? Dù cô có tin hay không, Evelyn, cuộc sống này có nhiều thứ hơn là người trần. Chúng gọi là linh hồn trong mọi chúng ta. Nó không chỉ quyết định ta là ai ở kiếp này, mà là cả kiếp sau nữa. Tái sinh không phải chuyện của định mệnh, Evelyn, hay sự tối thượng của tâm hồn tự do.
Đáng buồn, nhiều thế kỷ qua, có càng nhiều linh hồn chọn lựa không trở lại. Thomas cũng vậy. Vậy thằng bé không ốm sao? Đúng vậy. Nhưng thằng bé được là thứ nó muốn. Cậu bé cô gọi là con trai chỉ là cái vỏ trống rỗng, một bình hoa nơi chỉ có cái bóng linh hồn nó trú ngụ mà thôi. Sao thằng bé lại chọn không ở cùng tôi? Hãy nghĩ đến những việc đã diễn ra suốt mấy thập kỷ qua. Các chiến dịch đã vấp phải làn sóng khủng bố mới để tăng cao tình hình bất ổn nhất từ trước đến nay. Đừng có làm gì sai sót cả. Cuộc sống này lúc nào cũng cân bằng giữa trật tự và bất ổn. Và lý do mà sự bất ổn luôn chiếm ưu thế là vì chúng cản trở thành công lối dẫn đến trật tự. Con đường đòi hỏi sự bình tĩnh và cái đầu lạnh. Một vài linh hồn tỉnh táo tin rằng nếu họ trở lại, họ sẽ bị sự hỗn loạn chi phối, để rồi đánh mất mình mãi mãi. Ai đứng sau sự hỗn loạn đó? Cũng như ta, qua nhiều thời đại, họ có những cái tên khác nhau. Những người anh em của thần trắng, hội tam điểm, và ở thời của cô là hội kính Illuminati. Gọi vào đi. Roth, William đây, vào đi. Chúng tôi tìm được lối vào rồi. Mọi người đã sẵn sàng đợi lệnh của anh để tiến vào, Roth. Thử lại lần nữa nào. Kẻ chăn chiên của cậu đang trốn ở trên đó, hay chúng tôi chỉ mới tìm được một trong những hang ổ của các cậu thôi? Sao cậu lại tự làm khó bản thân mình vậy? Tất cả những gì cậu cần làm là nói tôi biết ông ta có ở đó không, rồi chúng tôi có thể làm xong việc cần làm trong hôm nay luôn. Rod, William đây, vào đi. Không à. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể ngăn được ngài ấy. Lúc nào ngài ấy cũng đi trước anh một bước rồi. Anh đã chết rồi. Rod, nghe tôi nói không? Rod, bọn họ cố điều khiển thế giới này và ngăn con người tìm ra được sự thật. Còn lũ trẻ thì sao? Họ lợi dụng lũ trẻ cho mục đích xấu xa của mình. Mục tiêu hàng đầu của họ là ngăn việc thức tỉnh. Việc thức tỉnh gì cơ? Nói đơn giản thì là việc khai phá tiềm lực thực sự của một người. Thực sự là ông phải biết, chuyện này tôi không hiểu gì cả. Ta biết rõ điều đó hơn cô nghĩ đấy. Ông nói chúng ta từng gặp nhau rồi. Đúng là vậy. Gần 5.000 năm trước, cô là một trong những linh hồn tồn tại lâu nhất trên vũ trụ này, Evelyn. Thật ra là linh hồn đầu tiên. Dòng cổ của cô đã kết nối cô và ta, thế nên họ mới đuổi theo cô. Cái này là vật gia truyền. Mẹ tôi đưa nó cho tôi, và bà tôi đưa cho bà. Cô hãy đưa nó cho tôi. Chúng ta đẩy mạnh việc thức tỉnh của cô Evelyn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi không thể hoàn thành nó. Chỉ cô mới có thể thôi. Mấy chuyện này không làm được gì đâu, David. Chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ sao? Từ khi nào cậu lại chú ý đến nhiệm vụ thế? Cậu nên thấy may mắn vẫn còn ở đây đấy. Anh nói gì thế? Này,
Xem tôi tìm được ai lượn lờ quanh đây này. Cậu đã ở đâu mà lâu vậy? Tôi cố liên lạc với anh qua bộ đàm. Có lẽ chúng tôi tìm được nơi trú ẩn đó rồi. Người phụ nữ đó đang ở đó với họ. Mọi người sẵn sàng rồi. Chúng tôi đang đợi lệnh hành động của anh. Giờ thì, trước khi tôi đi giết chết tên chăn chiên toàn năng của cậu, tôi có vài thứ muốn cho cậu thấy. Cách này dễ dàng hơn nhiều, Michael. Không ai có thể tránh được cái chết. Chiến tranh đã kéo dài đủ lâu rồi. David, anh đang làm gì vậy? Câm miệng. Này, không sao. Không sao đâu. Không sao. Bây giờ nó là bé trai hay bé gái gì? Là trai hay gái đây, Michael? Rõ ràng cả hai đều không phải. Alice, không! Dừng lại! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bỏ dao xuống và lùi ra. Làm đi, David. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Chúng tôi nhận cậu vào hội của mình. Cậu đã thề thốt. Và giờ cậu trả ơn như vậy à? Không phải việc giết người vô tội dưới danh nghĩa cuộc chiến tranh đã diễn ra rất lâu, đến nỗi chẳng ai nhớ đến nữa. Chúa ơi, cô ta ảnh hưởng đến cậu rồi phải không? Súng của anh nữa. Ngay lập tức. Cậu thật đáng thương. Chuyện này lớn hơn cậu đấy, Ethan. Lớn hơn nhiều so với tôi và cậu. Vợ tôi đã chết thế nào? Chúng ta phải cảnh báo cho họ. Không, quậy chết là vì anh. Những người khác mà anh yêu thương sẽ chết nếu không được cảnh báo đấy. Chúng ta là tất cả những gì họ có. Đừng để quậy chết một cách vô nghĩa. Cậu vẫn còn có thể cứu người của mình. Nhóm A và B đang ở bên ngoài. Không ai bảo vệ chúng tôi cả. Chúng ta sẽ quay lại với cô ấy sau. Tôi hứa với cậu. Chúng ta phải đi ngay. Còn cách nào khác để vào không? Nghĩ đi. Bên kia sườn núi. Di chuyển thôi. Ngay bây giờ. Lối này. Có lẽ là phòng thứ hai bên trái. Cậu thì sao? Chúng ta sẽ gặp lại. Mở cửa đi. Tôi không thể. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ họ. Bà nghe thấy chứ? Họ đang đến.
Tôi không quan tâm đến mệnh lệnh của cô. Mở cửa hoặc là chúng ta sẽ chết hết. Evelyn, tôi phải đưa cô ra khỏi đây. Bọn họ đang đến. Anh thực sự có con gái sao? Mọi thứ tôi kể với cô về gia đình của tôi đều là thật, Evelyn. Vợ, con gái tôi, họ là tất cả với tôi. Tôi hứa sẽ nói hết cho cô nghe. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Để tôi yên. Rốt. Không phải chuyện này thật khác thường sao? Tôi đã tìm kiếm ông suốt 18 năm trời. Và ông đây rồi. Không còn mò kim đáy bể nữa. Hoàn tất 6 rồi. Còn một nửa thôi. Mang nó vào. Không. Ông thấy đó, ông không thắng được. Tương lai là đây. Tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Chìa khóa đâu? Không. Thomas. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Không, cậu sai rồi. Mọi chuyện đã được định sẵn. Cậu đã chậm một bước rồi.